Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 112 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ học thì quá khứ của các động từ phản thân. Bài này được chia ra làm hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất là phần căn bản, nói về cách thành lập và cách sự phối hợp về giống và số giữa participe và chủ ngữ. Đó là rất là phù hợp với trình độ tiếng Pháp vỡ lòng. Phần thứ hai thì nó lại vượt quá trình độ tiếp thu của tiếng Pháp vỡ lòng. Nhưng mà tôi không thể làm khác được, bởi vì nếu không trình bày vào thì nó sẽ là thiếu sót. Nhưng mà nếu trình bày vào thì nó lại vượt quá cái trình độ mà chúng ta đã học từ bài 112 này. Như vậy các anh chị sẽ học cái phần đầu để coi như là biết cách làm thì quá khứ của động từ phản thân. Phần thứ hai chúng ta coi nó như một tài liệu, rồi sau này chúng ta sẽ trở lại học một lần thứ hai. Cách thành lập thì quá khứ của động từ phản thân. Điều thứ nhất chúng ta phải để ý là khi động từ phản thân được chia ở thì quá khứ thì nó luôn luôn đi với auxiliary être, luôn luôn đi với auxiliary être. Chúng ta lấy cái ví dụ như thế này là sẽ thấy này. Tôi lấy động từ laver. Laver là một ngoại động từ trực tiếp, có nghĩa là rửa, có nghĩa là giặt. Ví dụ ce matin, j'ai lavé ma voiture. Sáng nay tôi đã rửa cái xe hơi của tôi. Như vậy đây là ngoại động từ trực tiếp thì chúng ta dùng với auxiliary avoir, và phía sau là laver thì nó không có phù hợp với bất cứ chữ gì hết, bởi vì đây là một ngoại động từ trực tiếp đi với avoir, nó không hợp với chủ ngữ mà cũng không hợp với bổ ngữ, trong khi cũng là động từ laver. Và bây giờ chúng ta dùng ở dưới dạng động từ phản thân, có nghĩa là tắm á, thì nó phải chia với auxiliaire être. Ce matin, je me suis lavé. Sáng nay tôi đã tắm rồi. Như vậy, je này nếu là phái nam thì participe lavé viết như thế này là hợp lý. Nhưng mà nếu je này là phái nữ thì chúng ta phải thêm omue ở đây. Sau đó chúng ta nói là cái động từ phản thân khi chia ở thì quá khứ luôn luôn phải chia với auxiliaire être, và đã chia với auxiliaire être thì nó phải phù hợp về giống và số với chủ ngữ. Je đây là feminine thì phải thêm o. Nhưng mà nếu masculine thì không có thêm. Nó phải phù hợp về giống và số với chủ ngữ. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta cần nhớ khi thành lập thì quá khứ của động từ phản thân. Rồi khi chúng ta làm động từ một động từ phản thân là thì quá khứ thì chúng ta lại có cái điểm nhớ thứ hai là nó có accord của participe và động từ phản thân. Trong động từ phản thân nó có cái sự accord. Accord ở đây chúng ta dùng tiếng Pháp là bởi vì nếu dịch ra tiếng Việt thì nó dài dòng, nó là phù hợp về giống và số của participe. Và chúng ta sẽ phân chia ra làm hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là nó có accord, và trường hợp thứ hai là không có accord. Có accord tức là nó có sự phối hợp về giống và số giữa participe và chủ ngữ. Nhưng mà trường hợp thứ hai thì nó lại không có, và chúng ta sẽ xem ở cái trường hợp thứ nhất là có accord. Accord với chủ ngữ và accord với bổ ngữ trực tiếp tức là COD. Khi nhắc tới đây thì chúng ta phải nhớ lại cái kiến thức về các cái loại động từ. Các động từ gọi là chúng ta gọi là ngoại động từ đó. Ngoại động từ trực tiếp hay gián tiếp nó đều có objet, và có thể là objet direct, có thể là objet indirect. Và trường hợp là nếu là objet direct đó, nó đưa ra COD thì nó có sự accord với chủ ngữ và accord với bổ ngữ. Chúng ta coi trường hợp thứ nhất, accord với chủ ngữ nhé. Khi chủ ngữ thực hiện hành động thì nó phải có accord. Ví dụ Ils se sont aperçus de leur erreur. Họ đã nhận ra cái sai lầm của họ. Đây là động từ phản thân này. Động từ s'apercevoir. Họ đã nhận ra. Cái động từ này nó đòi hỏi một COD, và do chính chủ ngữ tạo ra. Do đó chủ ngữ là ngôi thứ ba số nhiều, masculine. Chúng ta thêm S. Ils se sont aperçus de leur erreur. Họ đã nhận ra. Họ đã thấy được cái sai lầm của họ. Ils se sont lavés. Các chị ấy đã tắm. Như vậy cái hành động này tạo ra do một cái chủ ngữ, và chủ ngữ này số nhiều, ngôi thứ ba số nhiều giống cái. Chúng ta thêm O và S. Ils se sont rencontrés. Họ đã gặp nhau, chính họ đã làm được cái hành động này. Họ gặp nhau, do đó cái participe rencontré này nó phải phù hợp với giống và số với chủ ngữ. Chủ ngữ là ngôi thứ ba số nhiều, masculine. Chúng ta thêm S. Như vậy chúng ta nhắc lại là trong trường hợp thứ nhất, nếu chủ ngữ thực hiện ra cái hành động này thì chúng ta thấy là phải có cái sự phối hợp về giống và số, chúng ta gọi là accord đó. Trường hợp accord với COD thì chúng ta lại phải phân biệt khi COD đứng trước động từ
thì chúng ta sẽ có sự phối hợp, và cái sự phối hợp này nó giống hệt như là khi chúng ta dùng với động từ avoir. Ở đây là nó bắt đầu nó khác hơn với trình độ vỡ lòng của chúng ta rồi đó. Các anh chị đang học trình độ vỡ lòng, tới đây chúng ta bắt đầu thấy nó xa lạ, nhưng mà không sao, coi như là tài liệu. Rồi tới khi nào gặp cái bài học về các cái bổ ngữ này, các cái COD này, thì chúng ta sẽ quay trở lại. Tôi xin đưa ra ba câu ví dụ. Les messages qu'ils se sont envoyés, thì nó chấm chấm chấm, nó còn cái gì nữa nhé. Message là tin nhắn. Chữ cờ này là thay cho danh từ đi trước là message này. Nó là pronoun relative, nó thay cho cái chữ này. Như vậy trong chữ cờ này nó có ngôi thứ ba, số nhiều giống đực, do đó chúng ta thêm s. Do bởi có cái luật là khi COD đứng trước động từ thì có accord. Động từ là se sont envoyés và COD là chữ cờ này, tôi in đậm lên này. Đây là COD. Cái pronoun relative cờ này nó có chức năng làm COD. Chúng ta sẽ học ở trong cái bài mà đại từ quan hệ đó. Ở đây các anh chị chưa học tới, từ đó từ cái phần B thì cho đến chúng ta sẽ thấy nó xa lạ này. Cái chữ cờ này là pronoun relative và chức năng của nó làm COD, nó thay cho chữ đi trước để làm COD cho động từ đi sau, và do bởi nó đứng trước thì sẽ có sự phối hợp về giống và số. Và tôi vừa mới nói chữ cờ này là thay cho chữ message. Message là một danh từ số nhiều giống đực, do đó chúng ta thêm s. COD les messages đứng trước động từ. Ví dụ thứ hai, les lettres qui se sont écrites, và chúng ta còn nữa nhé, cái câu này nó chưa hết bởi vì nó đang còn cái chấm lửng này. Những cái lá thư mà họ đã viết cho nhau, chúng ta thấy chữ cờ này cũng là COD bởi vì đây là pronoun relative, nó thay cho chữ đi trước là lettre. Lettre là một danh từ feminine và đây là số nhiều, do đó chúng ta phải thêm es. Écrit là participe như thế này ạ, và chúng ta thêm os là do bởi có COD đứng trước động từ, COD là chữ cờ này này. Và chúng ta coi ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba cũng có một COD, les photos qu'ils se sont échangées. Échangé là một động từ trực tiếp là trao đổi. Trao đổi cái gì với ai? Trao đổi thư từ, trao đổi hình ảnh, trao đổi các cái thiệp, vân vân. Thì les photos, những cái bức ảnh mà họ đã trao đổi với nhau, chấm 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 chấm, chúng ta có ba chấm, câu này chưa có hết, thì chúng ta thấy là nó có COD đi trước, và COD này chính là đại từ quan hệ, là chữ cờ đó, và chữ cờ thay cho chữ đi trước. Chữ đi trước là một danh từ ngôi thứ ba số nhiều giống cái, une photo, do đó trong chữ cờ này nó có giống cái số nhiều, và để chúng ta thêm os. Như vậy đúng với cái quy tắc là khi một COD đứng trước động từ thì nó có accord giữa participe với cái COD đó. Nó có giống quy tắc với avoir. Và tôi xin nhắc lại nhé. Các anh chị nào đang học trình độ vỡ lòng tới đây thì sẽ thấy xa lạ bởi vì chúng ta chưa học cái này. Chúng ta chưa học COD là gì hết. Thế là chúng ta cũng không thể hiểu người ta nói cái này là cái gì, chữ này là chữ gì. Nhưng mà tôi xin thưa là không thể không nói được bởi vì cái bài này nếu không nói cái này nó sẽ rất là thiếu sót. Tôi xin nói ra để các anh chị coi như là một cái tài liệu nhé. Rồi tới khi nào học tới vấn đề mà complement d'objet direct này, chúng ta sẽ quay trở lại. Là tôi vừa mới nói là trường hợp có accord khi COD đứng trước động từ, nhưng mà khi COD đứng sau động từ thì lại không có accord. Và chúng ta có những cái câu ví dụ như sau. Ils se sont envoyés des messages. Họ đã gửi cho nhau những cái tin nhắn. Gửi cái gì? Gửi tin nhắn. Như vậy tin nhắn nó là COD. Tin nhắn nó là bổ ngữ trực tiếp. Và khi nó đứng sau thì chúng ta thấy không có sự accord về giống và số giữa participe và chủ ngữ. Không có. In là số nhiều mà envoyer không có gì hết. Họ đã gửi tin nhắn cho nhau bởi vì COD là cái chữ message rồi nó đứng sau động từ. Câu ví dụ thứ hai, ils se sont écrits des lettres. Họ đã viết cho nhau những cái lá thư, và chúng ta thấy động từ écrire là một ngoại động từ trực tiếp, nó có bổ ngữ viết cái gì, viết những cái lá thư, và lá thư đứng sau động từ, thì trường hợp này COD đứng sau động từ thì không có accord, mặc dù chủ ngữ là số nhiều, écrit không có s, COD là les lettres đứng sau động từ. Ví dụ thứ ba, ils se sont échangés des photos. Họ đã trao đổi cho nhau những cái tấm hình. Trao đổi cái gì? Trao đổi hình ảnh. Như vậy đây là COD, và COD này bây giờ đứng sau động từ
thì cái participation nó không có accord với chủ ngữ. Chủ ngữ là số nhiều, nó vẫn không có s. Họ đã trao đổi hình ảnh với nhau, COD là những cái chữ này này, những cái photo ở đây là photo nhé, tôi xin lỗi, cái chỗ này là COD là le photo, thì nó đứng sau, và do vậy đứng sau thì không có accord. Cũng sẽ có một trường hợp khác là không accord trong một số động từ phản thân. Những cái động từ này nó luôn luôn đòi hỏi COD, cái này chúng ta phải làm quen và chúng ta học thôi. Những cái động từ sau đây có participe không thay đổi, tức là nó invariable bởi vì nó là COD. Sir Blair làm vui lòng nhau, và chúng ta biết động từ Blair là Blair à, làm vui lòng ai, thì bây giờ Sir Blair thì làm vui lòng nhau, với chữ Sir này là COE này, thì cái participation nó không có thay đổi. Chúng ta sẽ coi ví dụ bên dưới: Sir Complair, Sir Deplair, Sir Rear, Sir Convenir, Sir Near. Những cái động từ này chúng ta sẽ dần dần làm quen, bởi vì nó, tôi xin nhắc lại, bản thân nó khi là V, nó khi nó là không phải là phản thân đó, thì nó vẫn là VTI, tức là nó có giới từ. Đấy, tôi viết ra như thế này: động từ Blair thì phải tính với A, nó là VTI. Do đó khi nó biến thành động từ phản thân thì cái chữ sơ này nó là COI, bởi vì làm vui lòng ai, bây giờ làm vui lòng nhau, như vậy người này làm vui lòng người kia, COI, người kia làm vui lòng người này cũng là COI, các cái động từ khác cũng như vậy. Chúng ta lấy vài ví dụ: Insertion mentir sur l'âge, động từ sermentir là nói dối nhau, hai người này không có thành thật với nhau, nói dối nhau. Như vậy nói dối ai ấy, thì nó đòi hỏi một COI, họ đã nói dối nhau về cái tuổi của mình. Như vậy mentir này không thay đổi, mặc dù chủ ngữ là số nhiều này, chúng ta thấy mentir cũng không thay đổi. Insertion suri, sursuria là mỉm cười với nhau, hai người này có tình cảm với nhau, họ mỉm cười với nhau. Như vậy đây là một cái động từ luôn luôn có participe không thay đổi, suri không thay đổi, mặc dù chủ ngữ là số nhiều, họ đã mỉm cười với nhau. Động từ này cũng vậy, động từ deplaire, à, sur deplaire là không ưa nhau, ngược lại với plaire là làm vui lòng nhau, cái này là không ưa nhau, không thích nhau. En sur son de plus lors de leur première rencontre, en đây là những cái người phái nữ, chúng ta tạm gọi là hai cô gái ấy nhé. Hai cô gái này ngay từ cái lần gặp nhau lần đầu tiên họ đã không có thích nhau rồi. Như vậy chủ ngữ là e là ngôi thứ ba số nhiều mà là feminine, và chúng ta thấy de plus không có gì thay đổi hết, do bởi nó nằm trong số những cái động từ, những động từ này nó đòi hỏi COI, và như vậy là participe không thay đổi. Chúng ta thấy không, in là số nhiều, mentir không thay đổi, in là số nhiều, suri không thay đổi, và e là số nhiều, feminine, de plus cũng không thay đổi. Ở bên trên đó là những cái quy tắc về khi chúng ta chia một động từ phản thân ở thì quá khứ khi nào thì nó có accord, khi nào thì nó không accord, và chúng ta đã nêu ra mà thực sự nó cũng tương đối khó nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nhé, và khi làm bài tập tôi sẽ giải thích từng câu như vậy để cho các anh chị thấy và chúng ta có thể nhớ nhé. Ở đây chúng ta có động từ phản thân là s'habituer này, là quen thuộc với này, cô ta đã không quen được với đời sống mới ở bên Pháp. Và chúng ta thấy đây là một động từ xuất phát từ VT, như vậy là chúng ta thấy là nó có accord. Chúng ta chia này nhé: NC N N C A A B G A sa nouvelle vie en France. Và bây giờ tôi bỏ cái động từ này đi nhé. Và bây giờ tôi coi giải thích cái động từ này cho mọi người thấy tại sao nó lại phải có accord về giống và số. Là bởi vì cái động từ habitué này này, khi nó là VT, khi nó không phải là động từ phản thân thì nó là VT, thì nó có đối tượng trực tiếp. Bây giờ thay vì làm cho ai quen với đời sống mới bên Pháp, thì cô ta làm cho cô ta quen với đời sống mới bên Pháp. Nhưng mà ở đây thì nó lại là phủ định. Elle ne sait pas habituer. Vậy chúng ta thấy có chữ âm uy này, có âm uy này. Elle ne sait pas habituer à sa nouvelle vie en France. Tôi xin giải thích lại nhé.
Động từ này khi nó chưa phải là bản thân, là phản thân, tức là động từ habituer, thì nó có nghĩa là làm cho ai quen với một cái gì. Habituer, kenka, làm cho ai quen cái gì. Như vậy nó có COD, và bây giờ biến thành phản thân, thì cái phản thân này, cái đại từ phản thân này nó là COD. Và khi nó là COD, nó đứng trước động từ thì có sự phối hợp về giống và số, bởi vì nó đứng trước động từ, tức là COD này nó đứng trước động từ thì nó phải phối hợp về giống và số. Và cái đại từ phản thân này là thay cho L là ngôi thứ ba số, ít giống cái, thì chữ sơ này là ngôi thứ ba giống giống cái số ít, thì đương nhiên chỗ này phải thêm ơ. Câu số 2 thì lại ngược lại. Họ đã viết cho nhau trong vòng 2 năm trước khi họ gặp nhau. Ở chúng ta coi động từ écrire trước nhé. Động từ écrire thì nó có công thức là écrire quelque chose à quelqu'un. Ở đây người ta không nói viết cái gì hết, nhưng mà chỉ lưu ý là cái đối tượng viết cho nhau. Như vậy viết cho ai thì cái này là COI này. Và COI thì chúng ta thấy là khi nó đứng trước động từ thì không có thay đổi gì hết. Ils se sont écrits pendant 2 ans avant de se rencontrer. Ils se sont écrits. Chúng ta nhớ lại, đây là cái câu này khác câu trên nhé. Câu trên cái động từ này khi không lại phải là phản thân thì nó là VT, nó có đối tượng trực tiếp. Còn động từ écrire thì nó lại là có đối tượng gián tiếp, viết cái gì cho ai là indirect. Như vậy ở đây chúng ta thấy là khi nó không phải là không phải direct, nó là indirect thì không phù hợp với giống và số. In se sont écrits. In đây là ngôi thứ ba số nhiều, nhưng mà écrit vẫn không có s, bởi vì nó là đứng trước, nó là COI, đứng trước cái này là COD thì nó phù hợp, đứng trước đây là COI thì không có phù hợp. Câu số 3. Il parlait chinois et en japonais. Anh ta thì nói tiếng Hoa, còn cô ta thì nói tiếng Nhật, do đó họ không có hiểu nhau. Ne pas se comprendre. Ở đây chúng ta sẽ coi động từ comprendre thì là có cái công thức là VT, comprendre quelqu'un hoặc là quelque chose, hiểu ai hay là hiểu cái gì, thì nó có COD. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái động từ se comprendre ở thì quá khứ. Anh ta thì nói tiếng Hoa, cô ta thì nói tiếng Nhật, do đó họ không hiểu nhau. Ils ne se sont pas compris. Ở đây COD, COD thì nó sẽ phù hợp với giống và số, nhưng mà nó là có sẵn ký tự S rồi. Participe của động từ comprendre là compris, từ đó chúng ta để nguyên, mà thực sự ra là nó có phù hợp với giống và số với chủ ngữ đó, nó với cái COD này. Do đó chúng ta thấy là nó để cung quy, nhưng mà bản thân của nó có ký tự S cuối, do đó nó sẽ như thế này. In the session tập cung quy. Câu số 4. Ils ont dîné ensemble, mais họ đã ăn tối với nhau, nhưng mà họ không nói gì với nhau trong suốt bữa ăn. Thì chúng ta có động từ dire là có COI. Dire quelque chose à quelqu'un. Như vậy cái người mà nói thế này, nói cái gì thì là COD, mà nói với ai thì là COI. Họ không nói gì với nhau cả, họ không đã không nói gì với nhau cả. Il ne se sont rien dit. Il ne se sont rien dit. Ở đây chúng ta thấy nó là COI này, sơ này COI, do đó không có sự accord, không có phối hợp với giống và số. Mặc dù là chủ ngữ là số nhiều thì đi là không có gì thay đổi hết. Il ne se sont rien dit. Câu số 5. Cô ta không bao giờ đánh răng cả. Tôi nghĩ như vậy bởi vì các cái răng của cô ta thì nó ngả màu vàng rồi. Cô ta đã không bao giờ đánh răng. Ở trong ta thấy động từ se laver les dents này. Se laver là phần thân nhé. Se laver les dents.
Thì trong động từ này COD đứng sau rửa cái gì? Rửa cái răng. Như vậy sơ này là COI, còn lê đăng là phía đằng sau. Và chúng ta nói là khi COD đứng phía sau động từ thì không có sự phù hợp, không có accord. Chúng ta sẽ làm như sau. Cô ta, tôi nghĩ là cô ta không bao giờ đánh răng cả. Elner Elner se jamais lavé. Lê đăng. Elle ne s'est jamais lavé les dents. Chữ lavé này là một cái participe passé invariable không có thay đổi bởi vì COD đứng phía đằng sau. Chà rửa cái gì? Rửa cái răng. Và khi COD đứng sau động từ thì không có accord và chúng ta thấy lavé nó không có accord. Câu số 6. Kể từ khi họ gặp nhau lần cuối ở bên tàu thì họ đã không bao giờ gặp lại nhau nữa. Động từ revoir là một ngoại động từ trực tiếp gặp lại ai. Gặp lại ai. Sau đó trong cái câu này chúng ta sẽ thấy là nó có COD nhé. Depuis leur dernière rencontre en Chine, ils ne se sont jamais rencontrés. Revue. Ở đây revue. Và chúng ta thấy revue này nó có S. Bởi vì đứng trước nó là một COD. Khi một COD đứng trước participe passé thì chúng phù hợp với nhau về giống và số. Làm sao chúng ta biết được đây là COD? Bởi vì động từ revoir là ngoại động từ trực tiếp thì nó dẫn tới COI. Xin lỗi COD. Nó dẫn tới COD thì cái chữ sơ này là COD. Và khi COD đứng trước participe passé thì hai chữ này phù hợp với nhau về giống và số. Trong khi ở trên này, COD đứng sau, ở đây COD đứng trước, đứng sau thì không có sự phù hợp, la về, không có gì thay đổi hết, mặc dù chủ ngữ nó là giống cái. Câu số 7. Elle est allée au parc avec ses enfants. Cô ta đã đi ra ngoài công viên với con cái của cô ta, nhưng cô ta không có vui đùa gì cả. Elle ne pas beaucoup s'amuser. Ở đây chúng ta sẽ thấy này, động từ amuser là VT. Bây giờ nó trở thành động từ phản thân về cái chữ S này nó là COD. Để chúng ta lý luận như vậy nhé. Amuser khi nó chưa là động từ phản thân, nó là động từ ngoại, động từ trực tiếp thì nó có COD. Bây giờ nó biến thành động từ phản thân thì cái chữ phản thân, cái đại từ phản thân này nó là COD. Và đã sẵn là COD thì chúng ta làm như sau. Cô ta đã đi ra công viên với các con cô ta nhưng cô ta không có vui đùa. Mẹ en ne sais pas beaucoup amuser. Amuser này có ơ là bởi vì chúng ta vừa mới nói, vừa mới lý luận động từ amuser là VT. Bây giờ biến thành động từ phản thân thì nó, cái đại từ phản thân nó cũng là COD. Cái chữ này này, nó là COD. Và khi COD đứng trước, participe thì có sự phù hợp với giống và số. Chúng ta thêm omie. Là chúng ta vừa áp dụng những gì chúng ta đã làm ở bài trên. Tới bài 2 thì nó chúng ta yêu cầu người ta yêu cầu chúng ta chọn cái hình thức nào mà thích hợp. Và chúng ta có những cái lựa chọn như thế này và chúng ta xem hình thức nào là thích hợp thì chúng ta chọn. Choisissez la forme qui convient. Nous nous sommes dit. Chúng tôi đã nói với nhau, chúng tôi đã chào nhau, dire bonjour, chúng tôi đã chào nhau. Như vậy chúng ta chọn là DIT hay DITS, DITS hoặc là DITE. Ở đây chúng ta nói là chào, nói lời chào, dear quelque chose, quelque chose, nói cái gì với ai. Như vậy đây là COD. Khi COD đứng trước participe passé, tôi để đây là đứng sau, tôi xin lỗi đứng sau, thì nó không có thay đổi và chúng ta chọn DIT. Mặc dù chủ ngữ thì nó là số nhiều, nu, nhưng mà DIT không thay đổi bởi vì nó có một cái complément d'objet đứng sau. Jean et Martine se sont amusés. Amusés thì có ba dạng. Amusé, e accent aigu s và e accent aigu es với ba mẹ của nó. Như vậy đây là hai đứa bé đây này. Con bé Jean và con bé Martine nó vui đùa vui vẻ với ba má của nó. Và chúng ta làm như giống như bài trên
Động từ amuser thì nó có COD đi trước. Như vậy chúng ta chọn se sont amusés. Câu số 3. Les invités se sont serrés la main. Các khách mời đang bắt tay nhau. Bắt tay thì chúng ta thấy động từ này nó có COD đứng sau. Do đó chúng ta không có thêm, không có phối hợp. Chúng ta chọn se sont serrés la main. Không có phù hợp vì giống vào số không có co, bởi vì nó có COD đứng sau. Ở đây cũng có COD đứng sau. Do đó không có accord. Ở đây không có COD đứng trước. Cái chữ này là COD này. Do đó có accord. Câu số 4. Nous nous sommes écrits pendant l'été. Trong suốt mùa hè chúng tôi đã viết cho nhau. Chúng tôi đã viết cho nhau. Như vậy là viết cái gì cho ai? Ở đây là động từ này là cái đại từ phản thân này là COI. Chúng ta chọn nous nous sommes écrits. Bởi vì nó là COI. COI đứng trước. Ils se sont fâchés au point de demander le divorce. Họ đã nổi giận với nhau tới độ mà họ đã xin ly dị. Như vậy động từ fâché là một ngoại động từ trực tiếp. Và nếu mà là ngoại động từ trực tiếp thì cái đại từ phản thân này nó là COD. Nó là COD thì nó đứng trước. Participe thì nó phải có sự phù hợp. Nó có accord và chúng ta chọn fâché. Và tôi xin nhắc lại nhé. Nếu chúng ta chọn cái này chúng ta phải tìm xem cái động từ này là khi gốc của nó không phải là phần thân, nó là loại động từ gì? Nó là động từ fâché. Fâché trong từ điển ghi là VT, làm cho ai nổi giận. Làm cho ai nổi giận tức là nó có một COD. Bây giờ họ làm cho nhau nổi giận. Như vậy chữ sơ này là COD. Nếu chúng ta có cái dạng là VT, làm cho một người nổi giận. Đây họ làm cho nhau nổi giận. Như vậy có A làm cho B, B làm cho A. Vì chữ sơ này nó là COD. Và COD đứng trước participe thì có sự accord. Câu số 6, elle s'est promenée avec son fiancé. Động từ se promener là động từ phản thân và elle đây là chủ ngữ thì phải có sự phối hợp elle s'est promenée. Câu số 7, comment vous êtes-vous connu? Connaître là một ngoại động từ trực tiếp. Connaître là biết. Bạn, các bạn đã biết nhau như thế nào? Làm sao mà các bạn biết nhau, các bạn gặp nhau? Động từ connaître là động từ VT. VT thì nó dẫn tới COD. Như vậy, chữ vu này là COD này. Thì do đó nó phải phù hợp với giống và số, nó có accord và chúng ta chọn connu là connu này. Câu số 8. Fatigué, elle s'est endormie immédiatement. Cô ta mệt quá, thế là cô ta ngủ ngay lập tức, nằm xuống giường là ngủ ngay. Động từ s'endormir nó có cái đại từ phản thân này, nó là COD này. Endormir là làm cho ai ngủ. Chúng ta vẫn lý luận như trên nhé. Endormir là ru cho ai ngủ. Như vậy, just, endormir viết như thế này ạ. Endormir là làm cho ai ngủ. Như vậy nó sẽ dẫn tới một COD. Và bây giờ mình làm cho mình ngủ thì đây là COD. Thay vì làm cho người khác ngủ thì mình làm cho mình ngủ là COD và COD đứng trước participe thì nó có cái accord chúng ta dọn dọn sẽ tăng lọc mi đó là chúng ta đã. Và còn câu số 9 nữa, elles se sont ennuyées à la fête. Các chị này đi tới dự lễ hội mà các chị chán quá, buồn quá. Động từ ennuyé là một ngoại động từ trực tiếp làm cho ai buồn bực và bây giờ cô ta làm cho mình. Như vậy sơ này là COD thì nó có accord và chúng ta chọn ennuyé. Ở bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta viết lại các cái câu này ở thì quá khứ. Les fiancés s'envoient des messages, đây là thì hiện tại. Các cái người mà đang hứa hôn với nhau đó, viết tin nhắn cho nhau. Bây giờ chúng ta đổi qua quá khứ là les fiancés se sont envoyés des messages. Ở đây chúng ta thấy participe là envoyer invariable không thay đổi do bởi cái COD nó đứng sau. Chúng ta nhớ khi đứng sau động từ thì không có accord. Khi đứng trước nó mới có accord và tôi mời các anh chị coi lại cái phần giáo khoa nhé. Khi COD đứng trước động từ thì có accord. Khi COD đứng sau động từ thì không có accord.
Đó là điều mà chúng ta rất phải nhớ để khi làm bài tập này. Đứng trước thì có, đứng sau thì không có. Ở trong câu này, COD là các cái tin nhắn, gửi cái gì, gửi tin nhắn, vậy cái này là COD, và nó đứng sau thì do đó không có accord. Mặc dù là chủ ngữ nó là số nhiều này, les fiancés là hai người đã đính hôn với nhau, gửi tin nhắn cho nhau. Les fiancés se sont envoyés des messages. Câu số 2, les amis se retrouvent après plusieurs années de séparation. Mấy người bạn này cuối cùng thì cũng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Như vậy chúng ta thấy động từ retrouver này, se retrouver là nó có đối tượng này. Động từ retrouver là tìm lại được ai, tìm lại được nhau. Như vậy nó có COD và chúng ta sẽ phải làm như sau. Les amis se sont retrouvés après plusieurs années de séparation. Sau nhiều năm xa cách nhau thì họ đã gặp lại nhau. Họ gặp lại ai? Họ gặp lại nhau. A gặp lại B, B gặp lại A. Như vậy cái động từ retrouver nó có COD, và COD khi đứng trước, đây là COD đây này, khi nó đứng trước participe passé thì có sự accord. Les amis là danh từ số nhiều thì chúng ta có S, nó có cái sự accord giữa COD với lại participe passé. Câu kế tiếp. Avant le départ, elle se pose beaucoup de questions. Trước khi ra đi, cô ta đã tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Và bây giờ đổi câu quá khứ, chúng ta làm như sau. Avant le départ, trước giờ khởi hành, elle s'est posé beaucoup de questions. À, tôi sửa lại lỗi chính tả. Question. Elle le départ à Saint-Égu. Elle s'est posée à Saint-Égu. Ở đây chúng ta thấy participe passé là posé này, không có gì thay đổi hết. Mặc dù chủ ngữ nó là feminine, bởi vì nó có một COD đứng sau. Chúng ta vừa mới coi quy tắc. Khi COD đứng sau thì không accord. Khi COD đứng trước thì có accord. Đây là COD đứng trước có accord. Les amis số nhiều thì thêm S. Ở đây COD đứng sau tự đặt cho mình nhiều câu hỏi, đứng sau thì không có gì thay đổi hết. Câu kế tiếp, câu số 4. Pendant les vacances, les amis ne se voient pas. Elles s'appellent par Viber. Trong thời gian nghỉ hè thì bạn bè không có gặp được nhau và các chị ấy đã gọi nhau bằng Viber. Ở chúng ta thấy trong này có hai động từ, chúng ta phải đổi qua quá khứ nhé. Pendant les vacances, các bạn bè không gặp nhau. Les amis ne se sont pas vus. Chúng ta giải quyết động từ trước nhé. Ne se sont pas vus. Động từ voir là một ngoại động từ trực tiếp. Gặp ai thì có đối tượng trực tiếp, và đây là đối tượng trực tiếp. Đối tượng trực tiếp đứng trước participe passé thì có accord, chủ ngữ là số nhiều thì participe passé nó có S. Các cô ấy đã gọi nhau. Elles se sont appelées par Viber. Họ không gặp nhau trực tiếp, do đó họ phải gọi với nhau bằng Viber. Ở đây chúng ta thấy này, động từ appeler là gọi ai. Gọi ai thì là có COD, có một đối tượng trực tiếp gặp gọi cho nhau. Se sont appelés, chúng ta sẽ thấy có ES, bởi vì COD đứng trước thì phía đằng sau phải có accord. Đây COD đứng trước, phía đằng sau phải accord. À, xin thưa hết tất cả mọi người, như tôi đã nói ở đầu bài đó, đây là một bài dành cho chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng thì quá khứ của động từ phản thân. Nhưng mà tôi rất lấy làm tiếc là tôi phải làm luôn cả cái phần kia cho nó đầy đủ cái bài. Và cái phần dưới đó,
khi có ác co hay không ác co nó không có nằm ở trong trình độ của chúng ta, bởi vì chúng ta chưa học COD là gì, chưa học COE là gì, chúng ta chưa học các cái đại từ làm bổ ngữ, do chúng ta khó có thể hiểu. Nhưng mà tôi vẫn phải làm vào đây và xin các anh chị coi phần thứ nhất. Phần thứ nhất tức là động từ phản thân khi chưa thì quá khứ phải chia với auxiliary aid, đó là các anh chị có thể nhớ được cái này. Và khi chia với auxiliary aid thì nó có sự phối hợp giữa participase và chủ ngữ. Và chẳng hạn chúng ta lấy cái ví dụ như là động từ slave nhé, khi nó là VT thì nó chia với auxiliary ava thì nó không có sự phối hợp, không có accord, nhưng mà vẫn là động từ lave khi nó biến thành động từ phản thân thì chia thì quá khứ nó phải chia với auxiliary aid, đó là chúng ta vừa mới nói. Và đã hễ chia với auxiliary aid thì phải có accord giữa participase và chủ ngữ. Giờ đây nếu là phái nam thì chúng ta viết lave như thế này, còn nếu giờ là phái nữ thì chúng ta thêm omue. Rồi chúng ta thấy nếu là số nhiều, sáng nay chúng tôi đã tắm, chúng tôi là số nhiều, nu nu som lave. Lave đây là participase số nhiều và chúng ta bắt buộc phải thêm s. Và nếu là phái nữ thì chúng ta thêm os, chắc chắn phải có s hoặc là os. Cứ như vậy chúng ta làm. Như vậy tôi xin nhắc lại là đối với trình độ tiếng Pháp vỡ lòng của chúng ta, khi chia động từ phản thân ở thì quá khứ chúng ta nhớ hai điểm. Điểm thứ nhất là luôn luôn phải chia với auxiliary aid, đó là bắt buộc, mặc dù động từ này gốc của nó là VT thì chia với AVA bây giờ vẫn phải chia với S rồi. Và chữ thứ hai, hễ đã là chia với auxiliary S thì phải có accord với chủ ngữ. Chủ ngữ là phái nam hay phái nữ, số nhiều hay số ít thì chúng ta phải có accord với cái participe passé. Je me suis lavé, nếu là phái nam. Je me suis lavé, nếu là phái nữ. Nous nous sommes lavés, nếu là phái nam. Nous nous sommes lavés, nếu là phái nữ. Chúng ta học chỉ học cái phần này thôi. Còn cái phần sau coi như là để làm tài liệu, và khi nào chúng ta học về các cái đại từ làm bổ ngữ chúng ta sẽ dùng lại. Xin chào tất cả mọi người.